Chúng ta cần một điều lưu ý hết sức thận trọng, đó là những cây đậu bắp đã xuất hiện cái bọ gọi là dẹp, loại dẹp này, và nó gọi là gì, cái loại bọ phân trắng đấy. Và như vậy thì nó, nhưng mà cái bọ phân trắng này cũng may nó là thức ăn của loài kiến đen này. Các bạn nhìn thấy kiến đen này, kiến đen loại nhỏ, nó bắt đầu lên nó ăn những cái con dẹp này. Đấy là chiến tranh sinh học. Tất nhiên là chúng ta cũng phải can thiệp thêm, là chúng ta sẽ bắt nó đi. Ở đây tôi sẽ lấy một cái que. Chúng ta sẽ tìm đến một cái que. Chúng ta xử lý chúng. Thì chúng ta tạm dùng cái mác này đi. Đó. Cái mác này. Chúng thường tập trung ở cái vị trí này. Chúng ta sẽ cạo chúng xuống để chúng ta không dùng thuốc trừ sâu mà các bạn. Đấy, chúng ta cạo chúng xuống và chúng ta di lấy chân di chết. Chúng sẽ bay xuống dưới, chúng ta khẩy. Đây là cái biện pháp hạn chế cái sâu bệnh thôi, chứ còn chả cách nào. Chúng ta mà dùng thuốc trừ sâu ở đây thì rất nguy hiểm. Những con bọ phân trắng này nó ăn, nó làm hỏng hết cái lá này, hỏng hết cái cây này, hỏng hết những cái quả này, quả đậu này. Này, chúng ta rảy xuống, nó rơi xuống dưới chúng ta di chết luôn. Đó, chúng rất là nhiều. Như vậy là cái cành này ấy, các bạn nhìn thấy này, khi mà nó bị sâu bệnh, khi mà nó bị bọ phân trắng nó cắn thì cái cành nó chấn đơ lại, đúng không? Nó cứng queo lại. Tất nhiên là kiến cũng tham gia cái quá trình, như các bạn nhìn thấy khá nhiều kiến này, chúng cũng tham gia quá trình là ăn những cái con bọ phân trắng này, nhưng mà chúng chỉ hỗ trợ chúng ta thôi, chúng không ăn hết được. Một cái cuộc chiến sinh tồn, cuộc chiến giữa các loài hay là đấu tranh sinh học bắt đầu diễn ra ở đây. Đấy, chúng ta tốt nhất là đẩy cái cành này ra ngoài. Đấy, chúng ta gạt đi. Chúng ta gạt đi không phải là hy vọng rằng cái cành này nó sẽ tiếp tục ra quả, các bạn ạ. Tôi không hy vọng điều đó, mà tôi chỉ hy vọng rằng nó sẽ không lây sang các cái cây bên cạnh mà thôi. Lát nữa sẽ, các bạn sẽ dùng vòi nước xịt mạnh để chúng ta xịt bỏ những cái con bọ phân trắng còn sót lại. Đây gần như là cách duy nhất và không còn cách nào khác nếu như chúng ta muốn trồng rau hữu cơ các bạn ạ. Bởi vì cái hệ thống này nó không được che chắn bởi cái lưới chống côn trùng. Ngay bản thân là những cái loài kiến, nhiều khi chúng lại chính là cái vật chủ trung gian để truyền bệnh. Vì trên cơ thể chúng lại mang theo những cái con bọ phân trắng. Rất là nguy hiểm.